tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo Ở bài trước, các con đã được học cách ghép vần với chữ bơ và chữ cơ Trong bài ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng học cách ghép vần với chữ giờ và chữ đờ Khi các con đã quen thuộc rồi, thì việc ghép vần với các chữ sẽ đơn giản hơn Đầu tiên là chữ giờ Chữ giờ có thể được ghép với các chữ cái a e e o o ơ i u và ư tạo thành các tiếng khác nhau bây giờ các con hãy cùng với cô đánh vần các tiếng này giờ a ra ra giờ e g dê. dê. Zezzza za za zo 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 zezz zezzizzi zu zuzuzu đó chính là các tiếng khi chúng ta ghép chữ giờ với các chữ cái các con cùng đọc trơn với cô da dê dê do dô dơ di du dư bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép các tiếng này với các dấu thanh để tạo thành các tiếng khác Đầu tiên là tiếng ra. Giờ a ra sắc giá. Giá. Giờ a ra huyền già. Già. Giờ a ra hỏi giả. Giả. Giờ a ra ngã giã. Giã. Giờ a ra nặng dạ. Dạ. Đó chính là các tiếng khi chúng ta ghép tiếng ra với các dấu thanh. Các con cùng cô đọc trơn một lần. Ra, giá, già, giả, dã, dạ. Bây giờ cô có tiếng dê. Các con hãy ghép tiếng dê với các dấu thanh để tạo thành các tiếng chúng mình thật là giỏi chúng ta có các tiếng như sau giờ e dê sắc dễ dễ giờ e dê huyền dề dề giờ e dê hỏi dễ dễ giờ e dê ngã dễ dễ giờ e dê nặng dễ dễ tiếp theo là tiếng dê. giờ e dê sắc dê dê. giờ e dê huyền dê dề. giờ e dê hỏi dê dễ. giờ e dê ngã dễ, dễ. giờ e dê nặng dễ dê. Chúng mình có các tiếng được đọc trơn như sau. Dê, dế, dề, dễ, dễ, dễ. Bây giờ các con cùng ôn lại cách đánh vần và đọc trơn một số tiếng quen thuộc. Hai tiếng này sẽ được đánh vần và đọc trơn thế nào? Chính xác, tiếng đầu tiên. Giờ, à, a, da, nặng, dạ, Dạ. Khi người lớn gọi thì chúng ta sẽ cần phải dạ để trả lời đúng không nào? Còn đây sẽ là giờ e dê sắc dế. Dế. Các bạn nhỏ ở vùng nông thôn thì sẽ có thể quen thuộc hơn với những chú dế mềm này. Bây giờ chúng ta tiếp tục với tiếng do. Giờ o do sắc gió Giờ a ra huyền za Giờ giờ a ra hỏi Giả za giờ a ra ngã rõ Giờ giờ a ra nặng dọ dọ chúng mình sẽ cùng đọc trơn do gió, gió. Dò dò rõ dọ bây giờ với tiếng dô các con cùng ghép tiếng này với các dấu thanh tạo thành các tiếng khác cô khen chúng mình ta sẽ có các tiếng như sau giờ ô dô sắc dố dố giờ ô dô huyền dồ dồ giờ ô dô hỏi dỗ dỗ giờ ô dô ngã dỗ dỗ giờ ô dô nặng rộ rộ rô rộ rỗ rổ rồ rỗ tiếp theo là tiếng dơ chúng ta sẽ có các tiếng như sau giờ ơ dơ sắc dớ dớ giờ, giờ ơ dơ huyền dờ giờ giờ ơ giờ hỏi giờ 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 ơ giờ ngã dỡ dỡ giờ ơ giờ nặng dỡ dỡ các con cùng đọc trơn với cô nào giờ 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 dỡ dỡ thật đơn giản đúng không nào bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với các tiếng cuối cùng đó là di du và dư khi ghép vần tiếng di với các dấu thanh ta sẽ được các tiếng như sau chúng mình cùng đánh vần theo cô giờ y di sắc dí dí giờ y di huyền dì dì Giờ y di hỏi gì? Dĩ Giờ y ngã dĩ? Dĩ Giờ y nặng dị? Dị Các con cùng đọc trơn các tiếng này. Chúc mừng chúng mình. Chúng ta có Di gì Dì gì Dĩ Dị Tiếp theo là tiếng du. Giờ u du sắc rú, rú. Giờ u du huyền rù, rù. Giờ u du hỏi rủ, rủ. Giờ u du ngã rũ, rũ. Giờ u du nặng rụ, rụ. Du, rú, rù, rủ, rũ dụ và cuối cùng là tiếng dư giờ ư dư sắc dứ dứ còn tiếng này hãy đánh vần và đọc chương cho cô đúng vậy giờ ư dư huyền dư dư giờ ư dư hỏi dữ dữ giờ ư dư ngã dữ dư, dờ, ư, dư, nặng, dự, dự, dư, dư dừ, dừ, dữ, Đó là các tiếng khi được ghép với dấu thanh. Bây giờ cô chuyển qua chữ đ Tương tự như chữ dờ, chữ đ cũng được ghép với các chữ cái như trên. Chúng ta có Đ a đa đa d e d d d e d d d a đa đa d o do do d Ơ do do d i đi đi đờ u đu đu và cuối cùng đờ ư đư đư chúng ta đọc trơn các tiếng này như sau đa đê đê đo đô đơ đi đu và đư bây giờ cô trò mình sẽ cùng ghép tiếng này với các dấu thanh đầu tiên là tiếng đa đờ a à, đa sắc đá đá đờ a à, đa huyền đà đà đờ a à, đa hỏi đả đả đờ a à, đa ngã đã đã đờ a à, đa nặng đạ đạ đa đá đà, đà. đà đã, đã. Tiếp theo với các tiếng là d, d và đi, các con sẽ có thể dễ dàng ghép với các dấu thanh để tạo thành các tiếng. Với các tiếng này, chúng mình hãy tự đánh vần và đọc trơn. Hoàn toàn tương tự như thế, các con hãy đánh vần và đọc trơn cho cô các tiếng khi ta ghép tiếng đo với các dấu thanh. Hoàn toàn chính xác. Ta có đờ o đo sắc đỏ, Đó. Đờ o đo huyền đỏ. Đỏ. Đờ o đo hỏi đỏ. Đỏ. Đờ o đo ngã đỏ. Đỏ. Đờ o đo nặng đỏ. Đỏ. Ta sẽ đọc trơn các tiếng như sau. Đo. Đó. Đò, đò, đỏ, đỏ, đò. đỏ, đỏ. Hoàn toàn tương tự như vậy với các tiếng là đô, đơ, đu và đư. Các con cũng hoàn toàn có thể ghép với các dấu thanh và có thể đánh vần và đọc trơn các tiếng này một cách hết sức đơn giản. Khi đã quen thuộc với cách ghép vần rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể nhìn chữ và sau đó đánh vần. Bây giờ cô sẽ kiểm tra các con hãy đánh vần và đọc trơn hai tiếng này. Chính xác chúng ta có đờ a đa sắc đá đá và tiếng thứ hai sẽ là đờ o đo huyền đò đò thì vậy, ở bài ngày hôm nay, cô đã cùng với các con ghép vần các chữ cái với chữ giờ và chữ đờ. Cảm ơn các con và hẹn gặp lại trong các bài học tiếp theo của olm.vn.